Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn quay trở lại video tiếp theo của em tối ngày hôm nay tại quán bánh sợi Ý nha cô chú anh chị. Ghé quay chia sẻ cô chú anh chị mình xem nè. Hiện tại thì có ông nội với lại hàng đang đứng đổ bánh xèo năm chảo nha cả nhà. Chiều giờ thì khách chủ yếu là mua về nhiều cả nhà. Khách ăn tại chỗ thì ít lắm. Hiện tại có một bàn ba khách thôi. Chiều giờ là mua về quá chừng luôn á. Nổ đơn liên tục 5 7 cái, 4 cái mang về không à. Đây mấy Hà đang đứng chiên khoảng 8 giờ. 8 giờ thì đi vô học bài nha cả nhà. Giờ này là vô giờ giấc đàng hoàng khuôn khổ rồi. Sáng đi học, trưa về ăn rồi ngủ một chút rồi chiều ra phụ bán tới tối 8 giờ vô học bài. Lịch trình của bé Hà. Lịch trình của hai bé kia thì đỡ hơn bé Hà nha. Hai bé kia giữ em với lại tranh thủ học bài. Chính này nè. Ủa cái này mới đỉnh nè. Mấy cái luôn. Em gái đó cứ tới ngay chỗ bánh xèo cái vòng đầu xe lại nha, chiều nào cũng vậy nha. Nè bé Hà nghe mùi bên kia kìa bé Hà. Nghe mùi bên đó đó. Trời ơi, nó bắn dầu vô bay cao nha. Nó thật là mỡ không? Nó cục mỡ. Bắn như tên lửa là, đúng là lên thiên đàng luôn. Bữa nào nó bắn dính cái tấm bạc luôn. Nó không gớt xuống vườn, bắn dính lên đỉnh luôn. Đang rảnh rang hả? Thôi em thấy giá quá. Khách luôn thím ba ơi. Mấy cái luôn anh? Ba cái luôn thím ba ơi. Thím ba số ba cái luôn. Ta chưa có dò mà cứ kéo kéo lên chi rồi bể rồi rồi nói nó khỏi vậy, để chút xíu nữa đi cho nó dò. Cái thầy không à. Cái thầy đổ được chứ con. Thầy đổ nhỏ hơn con. Yeah. Xấu hơn con. quên tưởng khách ăn không đậu xanh không giá. Ngon thôi là dở gần kịp theo nào cái gì là chú diệt trời rồi mà ta ơi gan luôn gan luôn một cái mang về luôn. Ôi ông nội hơn nửa xô kìa lại trời. Rồi đổ tóc hành luôn. Rồi lắc đều. Lắc đi. Đâu rồi. Mày vô giới thiệu với mấy bạn trong lớp về công đoạn đổ bánh xèo của em của mình ở nhà. Anh luôn em ơi. Đã đầy đủ nguyên phụ liệu và cuối cùng để lắp lại nhà không? Ngay giữa mặt.
Thế nào cô cũng cho con làm một bài tập lòng dân đã cái bánh xèo. Trúng tủ, trúng tủ. Trời ơi, phải chi mà trả ông nội của em là thôi rồi, trả cái bánh xèo trúng tủ đúng không? Lòng dân là trả ông nội là thôi luôn. Ông nội em rất thương em. Ủa gì có hai câu vậy, ông nội gì cả, ông nội có hai câu vậy hả? Tiếp rồi. Đang suy nghĩ chưa ra. Đừng có đã ông nội, ông nội em hay bị bà nội kêu cho nằm cuối. Tại vì chết luôn á. Nói ông nội, ông nội em làm việc cực lực mỗi ngày nhưng mà vẫn không có lương. Có cái đầu coi coi. Để mẹ tao mới này. Ồ anh nước mía, ô lộn anh nước táo này anh tóc nha. Rửa đi. Ờ vô đi nghe gặp gặp thím ba, thím ba kêu rửa. Thấy không? Cái bánh này ổn rồi nè con. Cái hồ suy nghiệp kia vậy? Quá dữ. Hà tả ông nội có hai câu à. Giờ tiêu tả bà nội chắc mấy trang hả? Gì ông nội? Bà nội em rất hiền hậu, chỉ khi giữ vàng khi em không thôi. Tả bà nội giữ vàng. Nói ông chuyện luôn. Bà cho này được hai cái ông trình lộn lớn luôn á. Tập trung nè, hai bánh tôm kìa. Thế không tập trung là chờ chú gì với chú Út mà nhặt gà đá nữa đó. Ông nội với bà nội cũng có hai câu à. Tả cô của em nè. Tả cô của em. Ôi nhìn mặt nó dám tả. Tả cô đi. Ờ đúng rồi, tả cô đi. Cô em rất là hiền. Hiền dữ chưa? Chỉ khi học bài sách chơi ra tả. Dạo này có sắm cái rau mây nè hả? Trời ơi. Trời trời. Có vụ mấy bữa nay là đâu ăn rau mây hả? Có vụ học bài mà ngủ gục nữa hả? Kỳ ghê. Con ngủ đâu? Ăn rau mây chứ không phải ăn công chính. Không biết có ngủ không mà bữa chú Viên thấy là đi học về xong rồi ngồi học sao đó mà nằm ra chung mệt chung đậu ngủ luôn mà. Chưa quen. Không, cái đó là cái lúc đầu tới giường. Có lúc mình về nhà nha. Hai cái bánh tôm. Đó, tả số 3 cần cho nó tả đó nha. Tả vô rồi, nhập cho hai vô đi xíu. Tiếng ba con rất hiền, rất đẹp. Là cái dấu câu rất hung dữ nha. Bánh xèo luôn chú ơi. Chào.
liên tục luôn, giá hết lẹ ghê cái nha. Nãy mới lấy lên giờ hết giá nữa, hết dầu luôn rồi. Cậu nãy mấy cái bánh tôm coi. Rồi cho giá cho dầu ấy, hết giá hết dầu rồi. Đứng đây mà thấy hết gì mà kêu, kêu giùm. Khách nữa nè. Đó, đi chưa? Mang khách luôn. Khách vô. Khách luôn rồi. Bài văn thật là hay, câu trình độ thì về chỗ tưởng là thương chú Việt lắm. Chú Việt trắng con nhớ chú Việt cái gì, chú Việt trắng con ăn cơm không được, chú Việt trắng không dầu nha, dầu nha, đứng im nha, dầu nha. Ủa chú Phương đâu có làm tầm văn đâu, chú Phương tả con tả chú Phương rồi. Dễ cũng chết, đẹp trai nè, cao ráo, tốt bụng nè, thấy không, thiếu gì cái để tả. Ôi, thằng chú vậy không? Vậy mà phải suy nghĩ nữa. Rồi chú vừa kêu chú còn tả chú Phương không, chị nói là bèo béo. Bài văn thật là lủng củng, không có điểm. Có tiền về ha. Bye bye, trời tiền. Có tiền về xíu xuống tâm sự xíu về. Máy bay có tiền. Nước mía ngon quá. Giờ nước mía luôn. Máy có tiền. Máy có tiền có ghé nữa không vậy? À, chút xíu quay lại. À. Chút xíu gặp lại. Cái bánh đậu này nãy giờ lâu rồi con. Ồ, Chưa. Nội là chiên tóc hành luôn, nội hết sô bột luôn rồi nè. Vậy là thêm một câu vô bài văn của cô ba nữa. Cô ba vui vẻ mỗi khi có camera. Trời, hai bé luôn. Hai bé trai luôn. Trời, ông nội đã từ bỏ cuộc chơi rồi. Phải vô đổi bà nội đâu á. Thấy đi thấy tướng cũng mệt lắm. Đi xỉn nỉn à. Hồi nãy ông đội chúng chuyện bắt lại. Đi xỉn nỉn à, đi xỉn nỉn à. Thấy không? Thấy ông nội đi xỉn nỉn không? Chữa tướng đi để chiếu nha. Không mấy ăn cơm cũng đều vào ăn thở bà tái gà chứ chiều nãy ăn qua cái chỗ này nè, cái chỗ
bữa con có ăn cái đó không? Có, bữa kêu ăn. Sao? Nó vốn quá trời luôn. Cái gì nó chốt rồi? Ừ. Mà ăn 3 tô nha. Cái gì vậy bữa dở, nó chốt đâu? Nó chốt tên nội. Ăn thiếu gì mà nó vốn. Là ký sổ. Ăn trả tiền đàng hoàng. Ký sổ. Mà hôm qua sao biết Trâm ăn vốn? Tôi có kêu 30 ngàn trả 3 ngàn thiếu rồi em. Năm bịch của kêu luôn hả? Trời ơi lộ rồi nghe, rõ ràng mới vừa nói ăn năm bịch của kêu luôn. Năm bịch là gia đình ăn. À, à vậy hả? Làm sao mà phiều xuống được? Đứng nãy giờ có 2 tiếng thôi mình đã mệt rồi. Con gái đứng rồi mấy giờ vậy con gái? 3 giờ. 4 giờ. Nói thêm bà lấy khăn giấy cho chấm. Cái gì mà tội nghiệp vậy trời. Một bánh tôm nữa. Thôi bà phải chỉ con. Sợ quá. Bánh đừng để khét nha. Gì đời mới hay gì á? Màn hình gì đẹp vậy? Là màn hình bể á mẹ. Bạn của Hà. Quýt. Chào bà. Thấy đẹp, thấy đẹp cái thằng Hoàng mà tới cái lưng quần là biết nha. Ghê ghê ghê. Có giống gì đại đi học chưa? Ờ đó. Đâu con hả? Ờ. Ôi đàn em chạy lại hỏi thăm lum la hết trơn. Trời ơi ghê không. Đâu đàn em đi đâu? Em Út đưa tiễn ra về luôn ghê chưa. Bạn mà. Tiệt. Vô lớp làm xíp xong luôn. Hôm qua nói là mấy bạn tiễn con về luôn.
đưa con ra khỏi trường cổng trường luôn. Cô bà nói còn chứ cũng không có nói nha. Cô bà nói con giống chị Đại đi học. Không tại gì. Hay vậy. Tại vì nè, nãy con đi về cái có con bé nào chạy theo á. Đồ thể dục. Là hôm nay đúng không? Hôm qua. Vô đeo con quàng đâu ha. Tính ba nói con đi học nhìn giống chị Đại không? Ba, nãy có bạn con nói gặp tính ba nói thưa bà. Hàng nhóc nào á? Thưa bà ba. Chiên bánh xèo bánh khác à. Tâm Anh với Kiệt đi học thấy bình thường ngây thơ mà. Con đi gái giống như thế. Ờ biết chị Đại đi học không? Hỏi chơi chưa? Ghê không? Ghê không? Quá dữ. Mày ghét đi bộ. Không được đâu. Chơi sáu lại chơi một mình. Không có tầm chơi năm mình.